Những mẫu bàn ghế chân chất liệu gỗ muôn hoa trong tầm giá từ 300 triệu trở xuống. Đầu tiên, mẫu bàn ghế Nghê Bảo Đỉnh, một mẫu bàn ghế được bán chạy nhất tại đồ gỗ Vương Thao và không bao giờ lỗi mốt. Bộ bàn ghế với nghê tọa đỉnh, tam lân vườn cầu và nghê đạp mây. Bên trên thì có phượng kéo ngọc, hổ phù và đầu rồng. Những các cái hình ảnh được đục chạm rất là tinh tế, tinh xảo và rất là có hồn và cuốn hút người nhìn. Cột là cột 14, chắc khỏe, bệ vệ, uy nghi. Dáng ghế trang trọng, sang và cuốn hút. Tay dày dặn, chắc khỏe, đục thủng, linh vật nghê. Với bộ bàn ghế rất là đặc biệt, cột 14, chất liệu gỗ muôn hoa, 6 món như thế này thì đồ gỗ Vương Thao đang niêm yết với giá là 290 triệu. Thứ hai là bộ bàn ghế Thánh Voi, một mẫu bàn ghế bán chạy không kém gì bộ bàn ghế Nghê Bảo Đỉnh vừa rồi. Và bộ bàn ghế này là bộ bàn ghế 10 món, chất liệu gỗ mun, chân là chân 12, tay là tay 12. Và bộ bàn ghế này đang được kê tại số 46 của đồ gỗ Vân Thao. Mời quý vị cùng qua chiêm ngưỡng. Vân gỗ đẹp cực kỳ, được tuyển chọn kỹ lưỡng, đặc biệt họa tiết đục tứ quý, sâu và nổi bật. Chương tay đục voi rất khỏe khoắn, trang nghiêm và mang một cái nét gì đấy rất là sang trọng, ngồi cảm giác thoải mái, dễ chịu và không bị đau lưng. Với mức giá 280 triệu, quý vị đã có thể sở hữu một bộ bàn ghế hình thức đẹp và tuyệt vời như thế này. Vậy thì còn ngần ngại gì nữa ạ? Hãy nhấc điện thoại lên và alo đến đồ gỗ Vân Thao 0357 715 412, hoặc đến trực tiếp cơ sở để có thể tận mắt chiêm ngưỡng và cảm nhận các sản phẩm đồ nội thất của đồ gỗ Vân Thao tại số 40 đường kho 6 làng Nghề Mộc Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội. Thứ ba, bộ bàn ghế Minh Quốc Voi, 6 món, cột 14 trên chất liệu gỗ mun hoa, vân đẹp được tuyển chọn kỹ lưỡng, chắc chắn sẽ làm quý vị hài lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cột 14 chắc khỏe, tay đục sâu và chắc chắn. Vân gỗ mun sang trọng, mát, mịn, sờ vào rất là sướng tay. Chương, tựa, đục hình tượng voi rất nghệ thuật. Ghế to, bệ vệ nhưng lại mang một cảm giác rất là thoải mái, dễ chịu khi ngồi. Và đó chính là điều mà đồ gỗ Vương Thao luôn luôn hướng đến. Đó chính là sự thoải mái, dễ chịu của khách hàng khi sử dụng sản phẩm. Bàn bộ 6 món nhưng rất rộng và to, đục tứ linh, long lân quy phụng. Vân veo uốn lượn tựa sóng nước mây trời. Diện tích phù hợp để kê bộ bàn ghế Minh Quốc Voi này, 6 món, cột 14 là 12m² trở lên. Và bộ bàn ghế Minh Quốc Voi chất liệu gỗ muôn hoa cột 14 6 món này đang được liêm yết với giá là 235 triệu, một cái giá rất là phù hợp phải không ạ? Cùng là dòng Minh Quốc, nhưng bộ bàn ghế thứ tư mà em mình muốn giới thiệu đến quý vị là một bộ bàn ghế mang dáng dấp uyển chuyển, nhẹ nhàng, lãng mạn hơn bởi các cái chi tiết được đục trên bộ bàn ghế là những chi tiết về chim công, về hoa hồng. Tay 12 đục hoa hồng liền khối rất đặc biệt. Chương đục chim công và bông hồng đan xen rất là lãng mạn và quý phái. Tựa đục tam đa phong thủy và ván mặt phô vân rất là tuyệt vời. Bộ bàn ghế Minh Quốc Hồng Kông 10 món cột 12 phù hợp với diện tích phòng khách là 12m² trở lên. Và bộ bàn ghế này đang được liêm yết với giá là 235 triệu, một cái giá rất là hợp lý với bộ bàn ghế này. Thứ 5, bộ bàn ghế Như Ý đục tứ quý, gỗ muôn hoa vân cực kỳ đẹp, dáng ngồi thoải mái, mát, êm. Thank you.
kích thước kê phù hợp của bộ bàn ghế này trong căn phòng khách là 15m² trở lên. Và bàn là bàn đục chống đồng, bàn rộng đục chống đồng rất là đẹp. Với mức giá đẹp chưa từng có 160 triệu. Đặc biệt khi mua bất kỳ một bộ bàn ghế gỗ mun hoa nào tại Đồ Gỗ Phương Thao thì quý vị đều được tặng một mẫu bàn trà hình thức như thế này trên chất liệu gỗ mun hoa. Đó chính là một cái quà tặng rất là đặc biệt của Đồ Gỗ Phương Thao. Và tại sao lại với cái giá rất là phù hợp như thế quý vị có thể chọn được những bộ bàn ghế chất lượng như thế này? Đó chính là cái giá tại xưởng sản xuất của Đồ Gỗ Phương Thao, không qua bất kỳ một khâu thương mại nào. Và Đồ Gỗ Phương Thao xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi video clip này của chúng tôi. Và nếu như quý vị cảm thấy mẫu bàn ghế nào phù hợp với mình và gia đình thì hãy liên hệ ngay với cả Đồ Gỗ Phương Thao theo số hotline Zalo là 0357 715 412. Và Đồ Gỗ Phương Thao luôn khuyến khích quý vị hãy đến trực tiếp cơ sở của Đồ Gỗ Phương Thao để thăm xưởng sản xuất và chiêm ngưỡng những các cái sản phẩm đồ gỗ nội thất như là bàn ghế, tủ kệ, đồng hồ hay là những các cái sản phẩm tự trang trí rất là đẹp của Đồ Gỗ Phương Thao tại showroom trưng bày ngay trước của xưởng sản xuất. Và cuối cùng thì em xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video clip này của Đồ Gỗ Phương Thao. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Đồ Gỗ Phương Thao xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Đồ Gỗ Phương Thao xin chào. Xin chúc mừng công ty đồ gỗ nội thất cao cấp Phương Thao. Thưa quý vị, đồ gỗ Phương Thao được thành lập và hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ nội thất từ những năm 1990 và đến nay đã trải qua quá trình gần 30 năm. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất nội thất phong cách phương Đông và phương Tây kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Hãy mở ứng dụng YouTube trên điện thoại và gõ tìm kiếm đồ gỗ Phương Thao để có thể xem thêm hàng ngàn các sản phẩm đồ gỗ nội thất, đặc biệt là gỗ mun cao cấp, phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, phòng ngủ và đồ gỗ trang trí phù hợp với không gian gia đình của quý vị. Đồ gỗ Phương Thao uy tín hơn vàng, nâng tầm giá trị ngôi nhà của bạn.